chim với cả cò. Không có mũ cánh tổng ở đâu. Dạ, mũ Bác Hồ. Cái hàng gì ấy? Trông trông lên bổng, nằm ngang lên, cho trông lên. Về với chủ mới. Đấy, con đấy sấm nặng. Hả? Con đấy sấm hay, để đấy mà chơi. Đó, chả chơi thì tao cũng buôn bán đi. Đó. Ôi, cảm ơn nhá. Rồi rồi, ok ông anh. Mưa gió nhiệt tình thật. Đấy các bác ạ, cái giống nghiện là thế. Coi như là mưa gió lên, lên hết luôn. Cảm ơn ông anh nhé, Covid dịch dã này ông anh vẫn ủng hộ, cũng là một cái rồi là bán hai con kỷ niệm luôn hai cái lồng.